Chào quý vị khán giả kênh Bóng Đá và Đời Sống. Tôi là Tiến Dũng và hiện tại chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh từ buổi tập vào buổi chiều ngày 14 tháng 6 của câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội. Buổi tập diễn ra tại đại bản doanh của Hà Nội FC. Đây là sân tập phụ của sân Mỹ Đình. Đội bóng áo tím đang chuẩn bị tích cực cho trận derby vào cuối tuần này, trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội tại vòng 23 V-League 2023-2024. Vòng đấu thứ 23 của V-League 2023-2024 cũng là vòng đấu mà Bóng Đá Nội trở lại sau khoảng 2 tuần nhường chỗ cho đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Nhắc đến sự trở lại, chúng ta cũng không thể không nhắc tới những cái tên như Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Trường hay Phạm Xuân Mạnh, những cầu thủ đang có mặt ở trên màn ảnh. Sau khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia thì những cái tên này đã trở về với đội bóng thủ đô để sẵn sàng cho guồng quay V-League. Trước buổi tập thì huấn luyện viên Daiki Uemasa cũng đã có những lời nhắc nhở với các cầu thủ Hà Nội FC, đồng thời động viên tinh thần của đoàn quân áo tím trước khi bước vào trận đấu rất quan trọng với Công an Hà Nội vào chủ nhật tuần này. Trận đấu diễn ra vào lúc 19:15 ngày 16 tháng 6. Bước vào buổi tập thì các cầu thủ sẽ bắt đầu chạy nhẹ 3 vòng sân. Thời tiết ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội thực sự rất nóng. Trời oi, nhiều mây. Văn Tùng, một cầu thủ bị chấn thương, thì anh vẫn đang cố gắng để trở lại sớm nhất. Đây một góc quay toàn cho chúng ta thấy được ngày hôm nay trời Hà Nội gần như là không có mây. Trời nắng oi, nhưng cầu thủ thì vẫn xỏ giày ra sân tập luyện như bình thường. Khung cảnh này nhìn cũng rất là chill. Hà Nội FC thì đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện tại thì đội bóng thủ đô đang có được 36 điểm, kém Bình Định, đội bóng xếp thứ 2, 1 điểm. Và kém Nam Định, đội bóng đang dẫn đầu với khoảng cách là 7 điểm. Văn Tùng cùng với bác sĩ cũng đã mang những cái dụng cụ như là thảm tập hay là bong bóng ra để tập riêng. Trong khi đó thì những cầu thủ còn lại của Hà Nội FC thì đang bắt đầu khởi động sau bài chạy nhẹ là những bài khởi động khác trước khi bước vào những bài tập với cường độ nặng hơn. Ở trận đấu với Công an Hà Nội thì đội bóng Hà Nội FC là chủ nhà. Và trận đấu đó nếu như các cổ động viên đến sớm thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận được một chiếc kem, một cái kem kỷ niệm đến từ đội bóng áo tím, kỷ niệm 18 năm thành lập của câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội. Nên quý vị khán giả cũng lưu ý là tối chủ nhật ngày 16 tháng 6 chúng ta đến sớm một chút ở sân Hàng Đẫy để có thể nhận một cái phần quà lưu niệm. Nó không phải là quá nặng về vật chất nhưng nó cũng xua tan đi được cái nóng của mùa hè tại miền Bắc. Tuấn Hải, người ngày hôm nay trả lời phỏng vấn. Lát nữa chúng ta cũng sẽ được nghe những chia sẻ của Tuấn Hải tiết lộ về bí quyết vì sao mà anh có thể ghi bàn tốt như thế sau hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik. Tuấn Hải đã có một bàn thắng vào lưới Philippines, bàn thắng ấn định, chiến thắng 3-2 của nữ chiến binh sao vàng ở phút 90+7 và một bàn thắng vào lưới của Iraq cũng ở những phút cuối. Tuấn Hải thì không phải là một con bài chính của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhưng ở hai trận đấu vừa qua khi anh vào sân thì cầu thủ này đều đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Trong khi đó thì Đỗ Duy Mạnh lại là một trung vệ không thể thay thế trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đây là Lê Văn Xuân, chúng ta thấy là người của Lê Văn Xuân bây giờ rất là đô. Không phải quá cao nhưng mà thực sự là thể hình của Văn Xuân rất chắc chắn. Thêm một lần nữa nói về thời tiết thì chúng ta thấy là nhiều cầu thủ bây giờ cũng vừa mới bước qua bài khởi động thôi, thậm chí là chưa hết bài khởi động nhưng cũng đã toát mồ hôi, vã hết mồ hôi rồi. Hùng Dũng vâng lau mồ hôi. Hùng Dũng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, phía xa kia có Văn Trường, đây là Đỗ Duy Mạnh. Những cầu thủ trẻ hơn như Vũ Tiến Long cũng khá là mệt mỏi với điều kiện thời tiết. Sau những bài khởi động với Marker thì các cầu thủ đang khởi động khi mà họ chia nhóm, mỗi nhóm 4 người để đá ma, 4 đến 5 người. Hay nhóm bên kia có Văn Trường thì là 5 người, còn nhóm bên này nơi có Hùng Dũng thì là nhóm 4 người.
Nhóm bên này có Tuấn Hải. Tuấn Hải rồi Hai Long, Tiến Long. Đấy, nhóm bên này thì là 5 người. Và ngay bây giờ chúng ta cũng hãy cùng theo dõi xem Tuấn Hải đã trả lời những gì. Như tôi vừa nói, bí quyết để ghi bàn dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, 2 bàn 2 trận. Và thêm một vài những thông tin vui nữa đến từ Euro 2024, giải đấu khởi tranh vào rạng sáng ngày mai. Toàn đội đã có những sự chuẩn bị như nào cho trận đấu với Công an Hà Nội? Ngay sau khi hôm qua bọn em vừa trở về câu lạc bộ thì huấn luyện viên trưởng cũng đã nói với bọn em là ra sân tập luyện luôn để có thể hòa nhập trở lại với toàn đội. Vì thời gian vừa qua thì toàn đội cũng đã tập luyện lắp ghép đội hình nhiều, và bọn em sau 2 tuần trở lại thì bây giờ bọn em cần phải bắt đầu lại với câu lạc bộ nhanh nhất. Ở trận lượt đi thì Hà Nội đã phải nhận thất bại trước Công an Hà Nội, và Công an Hà Nội thời điểm hiện tại thì đang không có phong độ cao, thì Tuấn Hải nghĩ là đây là cơ hội để chúng ta trả món nợ đã vay ở trận lượt đi. Theo cá nhân em thì ở thời điểm này thì gặp bất kỳ câu lạc bộ nào thì họ đều có cái mục tiêu của họ, và với câu lạc bộ Hà Nội thì bước vào tất cả các trận đấu thì bọn em đều coi là một trận đấu khó khăn, và bọn em cần phải cố gắng hết sức mình. Hà Nội thì đã có lúc tụt xuống rất sâu trong cái cuộc đua mà cho ngôi vị top đầu, thì cá nhân Tuấn Hải nghĩ sao về cơ hội có thể cạnh tranh trước vô địch của Hà Nội hiện tại? Về khả năng cạnh tranh trước vô địch hiện tại thì thực ra thì cũng không còn ở cơ hội của Hà Nội quyền quyết định nữa, bởi vì khi gặp Nam Định ở 2 trận đối đầu thì câu lạc bộ Hà Nội lúc đó đều đã nhận những thất bại. Và huấn luyện viên cũng đã nói với toàn đội là bây giờ toàn đội cần phải xây dựng cái lối chơi rõ ràng cụ thể để có thể chơi một cái thứ bóng đá mà cho cổ động viên Việt Nam có thể xem, và để huấn luyện viên cũng nói là cho các cầu thủ có thể phát triển nhiều hơn. Trở về sau 2 trận đấu cùng với đội tuyển quốc gia thì bản thân Tuấn Hải đã có lẽ là học thêm được cái điều gì từ huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik? Khi được làm việc với huấn luyện viên Kim Sang-sik thì cá nhân em cũng học được rất là nhiều, bởi vì huấn luyện viên Kim Sang-sik có cái lối chơi cũng rất giống với huấn luyện viên Daiki của Hà Nội. Về cái vận hành thì gần như là rất là giống nhau, và em cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể làm quen với cái sơ đồ đấy. Mọi người tập trung các câu hỏi về trận đấu gặp Công an Hà Nội. Trong thời gian qua thì có nhiều thông tin về việc là Tuấn Hải muốn xuất ngoại, thì bạn có thể tiết lộ về cái tình trạng hợp đồng của mình với lại câu lạc bộ Hà Nội. Câu hỏi này liên quan đến vấn đề cá nhân. Sau trận đấu với Iraq thì tại sân bay thì các cầu thủ của Hà Nội với Công an Hà Nội có nói chuyện gì về trận đấu này không ạ? Thật ra thì ở bên ngoài sân thì bọn em lúc nào cũng là những người anh em, những người đồng đội, nhưng mà khi bước vào sân thì tất cả mọi người đều thi đấu vì cái màu và sắc áo của câu lạc bộ. Hỏi thêm một chút về đội tuyển quốc gia thôi, cái không khí mà ông Kim ông ấy mang đến cho đội tuyển ở thời điểm 2 trận đấu vừa qua thì em cảm thấy nó như thế nào? Em cảm thấy cái không khí mà ông ấy mang đến cho đội tuyển quốc gia? Không khí mà huấn luyện viên mang lại cho cầu thủ là một không khí em cảm thấy rất là thoải mái. Khi ra sân tập luyện thì huấn luyện viên tạo cái sự thoải mái cho cầu thủ, và khi bước vào những cái bài tập chính thì huấn luyện viên đều rất là nghiêm khắc và yêu cầu cầu thủ tập trung vào những cái bài tập. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thì đang có sự xuất hiện của huấn luyện viên mới là huấn luyện viên Paul King, thì không biết là toàn đội đã có những nghiên cứu gì về đối thủ này trước trận đấu sắp tới? Bọn em thì mới trở lại Việt Nam ngày hôm qua, thì buổi tập chiều nay thì mới là buổi tập để có thể rèn luyện kỹ chiến thuật, nên là chiều nay thì huấn luyện viên cũng sẽ đưa ra những cái đấu pháp để bọn em có thể gặp Công an Hà Nội trận đấu sắp tới. Trước buổi tập hướng đến trận đấu với Hoàng Gia Lai thì câu lạc bộ Hà Nội đã họp tới hơn 1 tiếng, thì Tuấn Hải có thể cho biết là trong hơn 1 tiếng đó thì huấn luyện viên Daiki đã thúc giục các trò như thế nào để Hà Nội có thể có 4 chiến thắng liên tiếp không ạ? Lâu. Không hiểu vậy. Lâu quá. Hôm nay thì Euro diễn ra rồi, thì không biết là Tuấn Hải có thích đội tuyển nào ở Euro không? Và cầu thủ nào? Tự đoán em thích Argentina rồi.
Chuyển sang Copa America thôi. Dự đoán đội nào là đội có thể vô địch năm nay? Tôi nghĩ là đội tuyển Anh. À, ngày mai thì có một trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia, thì không biết Tuấn Hải có thể dự đoán là đội nào có thể giành chiến thắng không? Thế em nghĩ là chắc là trận đấu ấy sẽ có kết quả hòa, bởi vì trận mở màn thì lúc nào cũng các đội đều đá an toàn